Câu hỏi 4. Nước mắt cậu bé vàng giụa lăn dài trên má, cậu nghẹn ngào chỉ tay vào phía bên kia dãy đường, có một bà cụ già tật nguyền nằm bên chiếc xe lăn. Đó là hành động đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 4 để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh, lòng thương yêu đối với tất cả sự sống trên hành tinh này.